Tiếp theo là combo 710 nha quý vị. Một cây mai chiếu thủy chung nuôi với một cây linh sam gieo hạt. Một cặp này là 250k bao phí ship nha quý vị. Cây linh sam gieo hạt này rất là đẹp. Nhánh cành nó chà bá lửa hết trơn rồi, cái gốc có chút xíu thôi mà nhánh cành vậy là nó bự lắm rồi nha quý vị. Nuôi lâu lắm rồi đó, nằm trong cái bịch nhỏ hơn cái này, mới sang chậu đây thôi. Đó, vậy đó nha, thấy không, thấy cái gốc nó không. Rồi một cây linh sam gieo hạt. Mặt bên này đẹp hơn nè. Nữa về mình vô mình dựng nó lên mặt tiền bên đây đi. Còn cây này là một cây chung nu nha, cây này cũng rất là đẹp luôn nha. Còn có một cây duy nhất thôi. Rồi 250 xuống luôn nha quý vị. Một cặp bao phí ship luôn. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển tiền trước nha quý vị. Rồi xuống luôn.